Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái hoạt chất ivermectin, là cái hoạt chất có trong cái chai bivermectin mà các bạn thường mua về để tiêm phòng cái phe, bọ chét nè, giun trên chó mèo hết các bạn. Thì ivermectin là một loại thuốc chống ký sinh trùng phổ rộng được sử dụng phổ biến trong thú y và thường có cái khoảng an toàn khá là rộng. Đây là một sản phẩm phụ của quá trình lên men của vi khuẩn Streptomyces avermetilis. Và nghe tới đây thì bạn thấy có liên quan tới cái kháng sinh là streptomycin đó các bạn. Nhưng mặc dù có cấu trúc tương đồng với nhóm kháng sinh nhưng mà nó không có hoạt tính kháng khuẩn hoặc kháng nấm gì cả. Mà ivermectin được sử dụng phổ biến như là một chất chống ký sinh trùng, chống sự xâm nhập của tuyến trùng và động vật chân đốt, ví dụ như là con ve, bọ chét á các bạn. Thì cái thuốc này lần đầu tiên á là được sử dụng cho con người vào năm 1981. Thì nhưng mà sau đó thì người ta bắt đầu là mở rộng ra sử dụng cho vật nuôi, và trên vật nuôi nó có tác dụng đối với nhiều loại giun tròn như là giun lươn nè, giun tóc, giun kim, giun đũa, giun móc, giun chỉ á các bạn. Về cái cơ chế tác động thì ivermectin này nó sẽ gây ra tác dụng gây độc trực tiếp, làm bất động và bài thải ấu trùng của giun qua đường bạch huyết. Ivermectin nó kích thích tiết chất dẫn truyền thần kinh là axit gamma aminobutyric ở các cái con giun nhạy cảm như hồi nãy mình đã kê trên á. Thì cái ivermectin này nó sẽ tác động bằng cách tăng cường giải phóng cái chất gamma aminobutyric sau synapse của khớp thần kinh, làm cho con giun nó bị liệt các bạn. Và về tác dụng dược động học thì người ta thấy rằng ivermectin nó được hấp thu nhanh chóng khi tiêm dưới da hoặc là cho con vật uống. Và đặc biệt á các bạn, khi mà cho con vật uống tức là nó hấp thu vào đường tiêu hóa, thì sau khoảng 2 tới 4 giờ thì người ta thấy là có khoảng 95% ở thuốc được hấp thu và đạt được cái nồng độ tuyệt đối trong huyết tương. Ivermectin nó được chuyển hóa thông qua cái quá trình oxy hóa ở gan và được bài tiết qua mật ra phân. Người ta thấy là có 5% được bài tiết qua nước tiểu. Và cái thời gian bán hủy của loại thuốc này ở chó là khoảng 2 ngày. Nhưng mà các bạn lưu ý, mặc dầu nó có hiệu quả đối với cái việc và điều trị giun, tức là nội ngoại ký sinh trùng luôn á, nhưng mà bạn đừng có lạm dụng nó quá, nên tuân thủ theo cái hướng dẫn chỉ định của đối với từng loại sản phẩm hết các bạn. Người ta khuyến cáo là mỗi 3 tháng mình hãy chích một liều để phòng ký sinh trùng, nội ngoại ký sinh cho chó mèo hả bạn. Chứ không phải cứ mỗi tháng mình xách đi, mình chích. Tại vì bạn thấy là nó chuyển hóa thông qua quá trình oxy hóa ở gan và bài tiết qua mật. Thế thì nhiều khi các bạn đôi khi mình chích quá liều hoặc là nó bài thải không kịp, các bạn nó có thể gây ảnh hưởng đến thận của con vật đó các bạn. Và về độc tính thì người ta thấy là hầu hết là trong những cái trường hợp mình sử dụng đúng liều thì nó ít gây ra tác dụng phụ, trừ có một số trường hợp đặc biệt, có những con chó nó quá mẫn đối với cái chất này với các bạn thì nó có thể là mất điều hòa hoặc trầm cảm. Và để an toàn thì những con chó bình thường bạn theo liều quy định để phòng nội ngoại ký sinh thì nên là cách nhau 3 tháng một lần bạn tiêm. Còn chó con là nên từ 4, bắt đầu là lần đầu tiên ở 4 tuần tuổi các bạn. Đến 6 tuần tuổi thì hiệu quả hơn, khá năng an toàn hơn thì các bạn hãy sử dụng. Nhưng mà bạn lưu ý đối với chó mang thai các bạn thì các bạn nên tiêm cái lần chuẩn bị phối giống và sau khi sinh xong thì bạn hãy tiêm ha, đừng có tiêm trong thai kỳ, đôi khi có một số con chó nó sẽ bị quá mẫn các bạn. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái